Xin chào các bạn nha. Mấy ngày nay cả nước toàn quốc là mình trong cái thời gian cách ly 15 ngày thì cũng hạn chế mọi người đi ra đường, mình cũng vậy, ăn ở nhà buồn quá làm gì. Thì mình cùng mọi người làm cái món ăn giả ở nhà này, xoài kiểu xoài lắc đó. Thì mình cũng học hỏi làm vậy, mình cũng biết sao nữa thì cứ làm đại đây. Bây giờ mọi người cùng mình làm nha. Đó, xoài thì bây giờ mình sẽ gọt vỏ. Trước tiên là gọt vỏ rửa sạch cái, tiếp tới những công đoạn sau nha. Xoài ngon quá trời mà. Xoài này là cũng hường hường sắp chín hết các bạn. Vàng hết rồi. Xoài vàng ngon quá trời. Vàng ươm hết rồi. Xoài này mà chắc để chừng vài ngày nữa là chín hết các bạn ơi, ngọt lắm. Này là xoài này là không biết xoài gì mà nó không có chua nha các bạn, mình không biết gọi là xoài gì, nữa mà rất là ngọt không chua. Trái nào cũng vàng hết rồi. Nói chung là mình cũng chưa làm cái món xoài lắc này bao giờ, thì mình cũng tập làm thử thôi, nên mình chỉ làm 4 trái thử nha các bạn, cứ làm 4 trái thử xem sao, được thì ăn, không được thì nó có hư thì cũng bỏ, chứ làm nhiều quá chưa biết làm mà làm nhiều quá rồi cái hư cái bỏ uổng phí 4 trái xoài nha. Mình chỉ làm 4 trái thôi, còn cái này để lại, nếu mà cái này làm ok thì mình sẽ làm tiếp cái số còn lại. Ok, bây giờ xoài mình gọt 4 trái xong rồi, bây giờ là mình rửa và mình sẽ cắt từng miếng 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 ra nha các bạn. Ở đây nha các bạn, xoài thì mình cũng đã cắt ra từng miếng nhỏ rồi, mà mình giả một ít muối ớt nữa, tại vì mình đang không có ớt trái cho nên mình sử dụng ớt bột nha. Thì trong đây là ớt bột, muối và chút xíu bột ngọt. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều vào trong xoài cho nó thấm xoài nha, rồi mình sẽ nấu nước ấm ấm với đường phèn, nấu đường phèn hơi ngọt ngọt và nấu nước ấm ấm. Thì khi mà chất xoài với muối này thấm rồi mình cho nó vào cái hũ, rồi bắt đầu mình mới cho cái nước kia để nguội, xong mình cho nó vào mình ngâm, là chắc 1 2 ngày mới ăn được ha các bạn. Mình sẽ trộn cái muối ớt vào xoài nha. Không biết làm này có đúng hay không chứ mới trộn muối ớt rồi là thấy muốn ăn rồi.
ngồi trộn nước miếng nước dở chảy ra bài. Hồi nhỏ, hồi xưa còn nhỏ mẹ cũng hay làm cốc các bạn, cốc làm cốc ngâm chua này ngon lắm, mà giờ lâu quá rồi, hồi đó mình cũng thấy mẹ làm lâu quá giờ không nhớ, coi giờ cũng cứ làm đại thứ sao. Rồi mình trộn đều rồi, bây giờ mình cho nấu nước ấm ấm với đường phèn cho xíu nữa đợi rồi nó thấm rồi mình bỏ vào nha bạn. Đây các bạn, trong nãy giờ thời gian cũng khá lâu thì mình nấu cái nước đường phèn thì mình cũng để nó đã nguội rồi, thì xoài thì mình cũng cho vào hũ rồi, bây giờ chắc mình cho nước nó vào hũ đây rồi đem cắt, chắc chắc và chắc khoảng chừng 2 ngày là mình sẽ sử dụng được các bạn, thường thường là mình theo mình biết vậy. Thì mình sẽ cho cái nước này vào nha các bạn, mình sẽ cho cái nước này vào nó sẽ ngập xoài này luôn, và sau đó mình sẽ đậy nắp kín, mình để chắc tầm 2 ngày là sử dụng được rồi các bạn. Không biết có được hay không đây, hay là 2 ngày sau đem đổ nguyên cái hũ xoài vứt ngoài sọt rác rồi đậy nắp kỹ và cắt. Vậy là cái món xoài lách của mình cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn, thì bây giờ mình chỉ có chắc đem bỏ tủ lạnh chắc 2 hôm là sẽ ăn được. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video, xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn nha. Thì đã cố gắng mà theo dõi cái video làm xoài lách tào lao của mình, thì mọi người có yêu mến thì đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.